Trận đấu tứ kết cuối cùng trong ngày hôm nay. Một pha lên lưới hoàn hảo của Petro. Rất đáng tiếc cho Beto, như vậy là cú đẩy trái của anh chưa đủ khó và uy lực để đánh bại được Petro. Hiệu lệnh từ phía tay vợ, từ phía huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Davis Cup. Quá xinh rồi. Cú lốp hơi non vẫn không qua được Beto. Bóng vào nhỏ thành công, chút nữa thì Petro phải đối mặt với một pha đánh lưới nếu như bóng không chạm lưới. Phản công quá hay của Beto. Một pha xử lý trái quá tuyệt vời của Beto và xét vòi liên tiếp 2-0. Và đó là cú đánh dứt điểm của Petro. Trận đấu đầu tiên chiến thắng dành cho tay vợt người Thụy Sĩ trong loạt Tavares. Đây là trận đấu mà Petro có 5 điểm ace, Beto có 4 nhưng mắc một lỗi giao bóng kép. Kết quả giao bóng 1 của Petro duy trì ở mức rất cao, trên 90% ghi điểm. Là người giành chiến thắng với tỷ số 7-5. Nhưng chưa đối thủ bản lĩnh hơn ngày hôm nay thì Beto đã sớm tụt lại. Quá hay của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer, anh đang thi đấu bùng nổ và vươn lên mạnh mẽ ở đầu set đấu thứ hai này. Không quá khó, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt số hạt giống số 3 của giải. Là thêm break khác dành cho tay vợt người Thụy Sĩ và thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía Federer. Sau trận đấu đầu tiên căng thẳng thì Beto đã hụt hơi ở trận đấu này và giờ là cơ hội dành cho Petro. Và anh đã kết thúc một trận đấu tuyệt vời. Petro vẫn rất bản lĩnh và biết vươn lên khi có cơ hội. Cuối cùng thì Juan Beto vẫn không phải đối thủ của Petro trong trận đấu tứ kết ngày hôm nay. Lần thứ 6 trong 8 lần gặp nhau, Petro là người giành chiến thắng. Petro đã có được tỷ lệ giao bóng 1 tuyệt vời ở trong trận đấu ngày hôm nay, giành được số điểm ace rất tốt. Này, dễ dàng đánh bại Beto với tỷ số 7-6, 6-0 sau 69 phút.